Chào mọi người đã đến với chương trình radio Tín nguyện buổi sáng. Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn sự thành tín Ngài là lớn lắm. Lời Chúa là thức ăn thuộc linh cho chúng ta mỗi ngày, để đắc thắng cám dỗ, tội lỗi xác thịt xung quanh chúng ta. Ngài bổ lại linh hồn bạn, dẫn bạn vào các lối công bình. Vì cớ danh Ngài, Chúa thêm sức mới cho bạn, Chúa thêm lên cho bạn đức tin. Mỗi ngày càng gần Chúa và giống Chúa hơn, và có mối quan hệ mật thiết với Chúa mỗi ngày. Chúa yêu bạn rất nhiều. Thi Thiên 103. Hỡi linh hồn ta, khá ngợi khen Đức Giê-hô-va, mọi điều gì ở trong ta hãy ca tụng danh thánh của Ngài. Hỡi linh hồn ta, hãy ngợi khen Đức Giê-hô-va, chớ quên các ân huệ của Ngài. Ấy là Ngài tha thứ các tội ác ngươi, chữa lành mọi bệnh tật ngươi, cứu chuộc mạng sống ngươi khỏi chốn hư nát, lấy sự nhân từ và sự thương xót mà làm máu triều đội cho ngươi. Ngài cho miệng ngươi được thỏa các vật ngon, tuổi đang thì của ngươi trở lại như của chim phụng hoàng. Đức Giê-hô-va thi hành sự công bình và sự ngay thẳng cho mọi người bị hà hiếp. Ngài bày tỏ cho Môi-se đường lối Ngài và cho Israel biết các công việc Ngài. Đức Giê-hô-va có lòng thương xót, hay làm ơn, chậm nóng giận và đầy sự nhân từ. Ngài không bắt tội luôn luôn, cũng chẳng giữ lòng giận đến đời đời. Ngài không đãi chúng tôi theo tội lỗi chúng tôi, cũng không báo trả chúng tôi tùy sự gian ác của chúng tôi. Vì hễ các tầng trời cao trên đất bao nhiêu, thì sự nhân từ Ngài càng lớn cho kẻ nào kính sợ Ngài bấy nhiêu. Phương Đông xa cách phương Tây bao nhiêu, thì Ngài đã đem sự vi phạm chúng tôi khỏi xa chúng tôi bấy nhiêu. Đức Giê-hô-va thương xót kẻ kính sợ Ngài, khác nào cha thương xót con cái mình vậy. Vì Ngài biết chúng tôi nắng nên bởi giống gì. Ngài nhớ lại rằng chúng tôi bằng bụi đất. Đời loài người như cây cỏ, người sinh trưởng khác nào bông hoa nơi đồng. Gió thổi trên bông hoa, kìa nó chẳng còn, chỗ nó không còn nhìn biết nó nữa. Song sự nhân từ Đức Giê-hô-va hằng có đời đời cho những người kính sợ Ngài, và sự công bình Ngài dành cho chắc chít của họ, tức là cho người nào giữ giao ước Ngài và nhớ lại các diền mối Ngài đặng làm theo. Đức Giê-hô-va đã lập ngôi Ngài trên các tầng trời, nước Ngài cai trị trên muôn vật. Hỡi các thiên sứ của Đức Giê-hô-va là các đấng có sức lực làm theo mạng lệnh Ngài hay vâng theo tiếng Ngài, khá ngợi khen Đức Giê-hô-va. Hỡi cả cơ binh của Đức Giê-hô-va là tôi tớ Ngài làm theo ý chỉ Ngài, hãy ca tụng Đức Giê-hô-va. Hỡi các công việc của Đức Giê-hô-va trong mọi nơi nước Ngài, khá ngợi khen Đức Giê-hô-va. Hỡi linh hồn ta, hãy ngợi khen Đức Giê-hô-va. Thi Thiên 104. Hỡi linh hồn ta, khá ngợi khen Đức Giê-hô-va. Hỡi Giê-hô-va Đức Chúa Trời tôi, Chúa thật lớn lạ kỳ, mặc sự sang trọng và oai nghi. Chúa bao phủ mình bằng ánh sáng, khác nào bằng cái áo, dương các tầng trời ra như cái trại. Ngài chấp các đòn tay của phòng cao Ngài trong các nước, dùng mây làm xe Ngài và đi bước trên cánh gió. Ngài dùng gió làm sứ Ngài, ngọn lửa làm tôi tớ Ngài. Ngài sáng lập đất trên các nền nó, đất sẽ không bị rúng động đến đời đời. Chúa lấy vực sâu bao phủ đất như bằng cái áo, nước thì cao hơn các núi. Chúa hăm dọa, nước bèn giật lại, nghe tiếng sấm Chúa, nước lật đật chạy trốn. Núi lố lên, trũng sụp sâu xuống chốn mà Chúa đã định cho nó. Chúa định chân cho nước để nước không hề qua khỏi, không còn trở lại ngập đất nữa. Ngài khiến các suối phun ra trong trũng, nó chảy giữa các núi. Nhờ các suối ấy hết thảy loài thú đồng được uống, các lừa rừng giải khát tại đó. Chim trời đều ở bên các suối ấy, trỗi tiếng nó giữa nhánh cây. Từ phòng cao mình, Ngài tưới các núi, đất được đầy dẫy bông trái về công việc Ngài. Ngài làm cho cỏ đâm lên cho súc vật, cây cối để dùng cho loài người, và khiến thực vật sinh ra từ nơi đất. Rượu nho là vật khiến hứng chí loài người, và dầu để dùng làm mặt mày sáng rỡ, cùng bánh để thêm sức cho lòng loài người. Cây cối Đức Giê-hô-va được đầy mũ nhựa, tức là cây hương nam tại liên bang mà Ngài đã trồng, là nơi loài chim đóng ổ nó. Còn con cò, nó dùng cây tùng làm chỗ ở của nó.
các núi cao là nơi ở của dê rừng, hòn đá là chỗ ẩn núp của chuột đồng. Ngài đã làm nên mặt trăng để chỉ thì tiết, mặt trời biết giờ lặn. Chúa làm sự tối tăm và đêm bèn đến. Khi ấy các thú rừng đi ra, những sư tử tơ gầm hét về miếng mồi và cầu xin Đức Chúa Trời đổ ăn chúng nó. Mặt trời mọc lên, chúng nó bèn rút về nằm trong hang chúng nó. Bây giờ loài người đi ra đến công việc mình và làm cho đến chiều tối. Hỡi Đức Giê-hô-va, công việc Ngài nhiều biết bao. Ngài đã làm hết thảy cách khôn ngoan, trái đất đầy dẫy tài sản Ngài. Còn biển lớn và rộng mọi bề này, ở đó sinh động vô số loài vật nhỏ và lớn. Tại đó tàu thuyền đi qua lại, cũng có Leviathan mà Chúa đã nắn nên đặng giỡn chơi nơi đó. Hết thảy loài vật này trong đợi Chúa, hầu cho Chúa ban đồ ăn cho chúng nó theo giờ. Chúa ban cho chúng nó nhận lấy. Chúa xè tay ra, chúng nó được no nê vật tốt. Chúa giấu mặt, chúng nó bèn bối rối. Chúa lấy hơi thở chúng nó lại, chúng nó bèn tắt chết và trở về bụi đất. Chúa sai thần Chúa ra, chúng nó được dựng nên. Chúa làm cho mặt đất ra mới. Nguyện sự vinh hiển Đức Giê-hô-va còn đến mãi mãi. Nguyện Đức Giê-hô-va vui vẻ về công việc Ngài. Ngài nhìn đất, đất bèn rung động. Ngài rờ đến núi, núi bèn lên khói. Hễ tôi sống bao lâu, tôi sẽ hát sướng cho Đức Giê-hô-va bấy lâu. Hễ tôi còn chừng nào, tôi sẽ hát ngợi khen Đức Chúa Trời tôi chừng nấy. Nguyện sự suy gẫm tôi đẹp lòng Ngài, tôi sẽ vui vẻ nơi Đức Giê-hô-va. Nguyện tội nhân bị diệt mất khỏi đất và kẻ ác chẳng còn nữa. Hỡi linh hồn ta, hãy ngợi khen Đức Giê-hô-va. Hallelujah. Thư Corinto thứ nhì chương 5. Vả, chúng ta biết rằng nếu nhà tạm của chúng ta dưới đất đổ nát, thì chúng ta lại có nhà đời đời tại trên trời bởi Đức Chúa Trời, không phải bởi tay người làm ra. Vì chúng ta thật than thở trong nhà tạm này, mà hết sức mong được mặc lấy nhà chúng ta từ trên trời, miễn là gặp thấy chúng ta đang mặc áo không trần truồng. Bởi chân chúng ta ở trong nhà tạm này than thở dưới gánh nặng, vì chúng ta không cầu cho bị lột trần, song cầu cho được mặc lại, để sự gì hay chết trong chúng ta bị sự sống nuốt đi. Đấng đã gây dựng chúng ta cho được sự ấy, ấy là Đức Chúa Trời đã ban của tin của Đức Thánh Linh cho chúng ta. Vậy chúng ta hằng đầy lòng tin cậy và biết rằng khi chúng ta đang ở trong thân thể này thì cách xa Chúa, vì chúng ta bước đi bởi đức tin chứ chẳng phải bởi mắt thấy. Vậy tôi nói, chúng ta đầy lòng tin cậy, muốn lìa bỏ thân thể này đặng ở cùng Chúa thì hơn. Cho nên chúng ta dầu ở trong thân thể này, dầu ra khỏi, cũng làm hết sức để được đẹp lòng Chúa. Bởi vì chúng ta thảy đều phải ứng hầu trước tòa án Đấng Christ, hầu cho mỗi người nhận lãnh tùy theo điều thiện hay điều ác mình đã làm lúc còn trong xác thịt. Vậy chúng tôi biết Chúa đáng kính sợ, nên tìm cách làm cho người ta đều tin. Đức Chúa Trời biết chúng tôi, và tôi mong anh em cũng biết chúng tôi trong lương tâm mình. Chúng tôi chẳng lại phô mình cùng anh em, nhưng muốn trao cho anh em cái dịp khoe mình về chúng tôi, đặng anh em có thể đối đáp lại cùng những kẻ chỉ khoe mình về bề ngoài mà không về sự trong lòng. Vả hoặc chúng tôi cuồng, ấy là vì Đức Chúa Trời, hoặc chúng tôi dè dữ, ấy là vì anh em. Vì tình yêu thương của Đấng Christ cảm động chúng tôi, và chúng tôi tưởng rằng nếu có một người chết vì mọi người thì mọi người đều chết. Lại Ngài đã chết vì mọi người, hầu cho những kẻ còn sống không vì chính mình mà sống nữa, nhưng sống vì Đấng đã chết và sống lại cho mình. Bởi đó, từ rày về sau, chúng tôi không theo xác thịt mà nhận biết ai nữa, và dẫu chúng tôi từng theo xác thịt mà nhận biết Đấng Christ, song cũng chẳng còn nhận biết Ngài cách ấy đâu. Vậy nếu ai ở trong Đấng Christ thì nấy là người dựng nên mới, những sự cũ đã qua đi, nay mọi sự đều trở nên mới. Mọi điều đó đến bởi Đức Chúa Trời. Ngài đã làm cho chúng ta nhờ Đấng Christ mà được hòa thuận lại cùng Ngài, và đã giao chức vụ giảng hòa cho chúng ta.
vì chưng Đức Chúa Trời vốn ở trong Đấng Christ làm cho thế gian lại hòa với Ngài, chẳng kể tội lỗi cho loài người, và đã phó đạo giảng hòa cho chúng tôi. Vậy, chúng tôi làm chức khâm sai của Đấng Christ, cũng như Đức Chúa Trời bởi chúng tôi mà khuyên bảo. Chúng tôi nhân danh Đấng Christ mà nài xin anh em, hãy hòa thuận lại với Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời đã làm cho Đấng vốn chẳng biết tội lỗi trở nên tội lỗi vì chúng ta, hầu cho chúng ta nhờ Đấng đó mà được trở nên sự công bình của Đức Chúa Trời. Chương 29. Dân Philippines nhóm hiệp hết thảy các đạo quân tại Aphek, còn dân Israel đóng trại gần suối Gitreen. Các quan trưởng dân Philippines và đạo quân kéo ra trước từng trăm từng ngàn, còn David và những kẻ theo người đi hậu tập với Akit. Bây giờ, các quan trưởng dân Philippines nói rằng: những người Hebrew đó là ai? Akit đáp rằng: ấy là David, tôi tớ của Saul, vua Israel, ở với ta đã lâu ngày chài năm. Từ ngày người sang nơi chúng ta cho đến bây giờ, ta chẳng thấy lỗi gì nơi người. Các quan trưởng Philippines nổi giận nói với Akit rằng: hãy đuổi người này trở về chỗ ông đã lập hắn, chớ cho hắn đi đánh giặc với chúng ta, e trong lúc chiến đấu hắn trở lòng nghịch chúng ta chăng? Vì hắn làm thế nào cho được hòa cùng chủ mình? Há chẳng phải nhờ những thủ cấp của chúng ta sao? Há chẳng phải về David này mà người nữ hát trong cuộc nhảy múa rằng: Saul giết hàng ngàn, còn David giết hàng vạn. Vậy Akit gọi David mà nói rằng: ta chỉ Đức Giê-hô-va hằng sống mà thề, ngươi vốn là một người ngay thẳng, ta thích ngươi vào ra trong trại quân với ta, vì từ ngày ngươi đến cùng ta cho tới ngày nay, ta chẳng tìm thấy nơi ngươi điều chi đáng trách. Nhưng ngươi không đẹp lòng các quan trưởng. Vậy bây giờ, hãy lui về và đi bình an, hầu cho khỏi mất lòng các quan trưởng Philippines. David nói với Akit rằng: tôi có làm điều gì, và từ khi tôi ở gần vua đến ngày nay, vua có tìm thấy điều chi nên quở trách nơi tôi tớ vua, mà tôi không được đi đánh quân thù nghịch của chúa tôi là vua? Akit đáp với David rằng: ta biết điều đó, ngươi vốn đẹp lòng ta như một thiên sứ của Đức Chúa Trời. Nhưng các quan trưởng Philippines có nói: hắn sẽ không lên đánh trận cùng chúng ta. Ấy vậy, ngươi và những đầy tớ của chủ ngươi đã đến cùng ngươi. Hãy dậy sớm. Phải, hãy dậy sớm, và vừa khi trời sáng hãy đi đi. Vậy David và các kẻ theo người dậy sớm, để vừa sáng mai đi trở về trong xứ dân Philippines. Còn dân Philippines đi lên Gitreen. Chương 30. Khỏi ba ngày, khi David với những kẻ theo mình đến Siết Lát, thì dân Amalek đã loáng đến miền nam cùng Siết Lát, xông vào Siết Lát và đã phóng hỏa nó. Chúng bắt lấy các người nữ và hết thảy kẻ lớn nhỏ ở tại đó. Chúng nó chẳng giết một ai, song khi đi có dẫn tù hết thảy. Khi David và những kẻ theo người đến thành, thì thành đã bị lửa cháy. Vợ, con trai, con gái của chúng đều đã bị dẫn tù. Bây giờ, David và những kẻ theo người đều cất tiếng lên khóc, khóc đến nỗi không còn sức khóc nữa. Hai người vợ David cũng bị dẫn tù, tức Ahinoam ở Gitreen và Abigail trước làm vợ của Naban tại Cạc-mên. David bị sự hoạn nạn lớn vì dân sự toan ném đá người, bởi hết thảy đều có tâm hồn đầy cay đắng vì cớ mất con trai và con gái mình. Nhưng David được sức mạnh nơi Giê-hô-va Đức Chúa Trời mình. Người nói cùng thầy tế lễ Abitha rằng: ta xin thầy hãy đem ephod cho ta. Abitha đem ephod cho David. David cầu vấn Đức Giê-hô-va rằng: tôi phải đuổi theo đạo binh này chăng? Tôi sẽ theo kịp chăng? Đức Giê-hô-va phán rằng: hãy khởi đuổi theo nó. Quả thật, ngươi sẽ theo kịp và giải cứu hết thảy những kẻ bị bắt. Vậy, David ra đi cùng 600 người theo mình. Đến khe Bê-sô, những người mệt mỏi bèn dừng lại. David cứ đuổi theo với 400 người, vì 200 người kia đã dừng lại,
lấy làm mệt nhọc quá, không thể qua khe Bê-sô được. Bọn của David gặp một người Ai Cập trong đồng ruộng, bèn dẫn đến cùng David. Người ta cho người này bánh ăn nước uống, cũng ban cho người ăn một cái bánh trái vả khô và hai bánh nho khô. Người ăn bèn được hồi sức lại, vì trong 3 ngày 3 đêm người không ăn, không uống chi hết. David hỏi người rằng, ngươi ở với ai và ở đâu đến? Người thưa rằng, tôi là một người Ai Cập tuổi trẻ, làm tôi tớ của một người Amalek. Chủ tôi bỏ tôi đã 3 ngày rồi vì tôi đau. Chúng tôi có loáng đến đất miền nam của dân Kerethit, địa phận Juda, và đến đất phía nam Caleb, và chúng tôi đã đốt xiết lát. David hỏi, ngươi hướng dẫn ta đến cơ binh này chăng? Người đó thưa rằng, hãy chỉ danh Đức Chúa Trời mà thề cùng tôi rằng, ông sẽ chẳng giết tôi hoặc nộp tôi cho chủ tôi, thì tôi sẽ dẫn ông đến cơ binh đó. Người Ai Cập dẫn họ đến. Họ thấy dân Amalek tràn ra khắp xứ ăn uống và chơi giỡn, vì cớ của cướp rất nhiều mà chúng nó đã đoạt lấy ở trong xứ Philistin và trong xứ Juda. David đánh chúng nó từ tảng sáng ngày đó cho đến chiều ngày sau. Trừ ra 400 người trai trẻ cưỡi lạc đà chạy trốn, thì chẳng một ai thoát khỏi. David thâu lại mọi vật dân Amalek đã cướp lấy, và cũng giải cứu 2 vợ mình nữa. Chẳng thiếu một ai, hoặc nhỏ hay lớn, hoặc gái hay trai, hoặc là một phần hóa tài nào mà dân Amalek đã cướp lấy. David đem về hết thảy. Người cũng bắt lại bò và chiên. Quân lính của David đi đầu bầy này mà nói rằng, này là của David bắt được. David trở về cùng 200 người trước kia bị mệt nhọc quá, theo người không nổi, mà người đã để lại gần bên khe Bê-sô. 200 người ấy đi tới đón David và đạo binh theo người. David lại gần hỏi chúng mạnh giỏi chăng. Nhưng hết thảy kẻ hung ác, kẻ côn đồ ở trong bọn David cất tiếng nói rằng, bởi vì chúng nó không đi cùng chúng ta sẽ không nhường cho chúng nó một phần của cải nào mà chúng ta đã lấy được, chỉ trả lại vợ và con của mỗi người mà thôi. Chúng nó hãy dẫn họ mà đi đi. Nhưng David đáp rằng, hỡi anh em, chớ làm như vậy về vật mà Đức Giê-hô-va đã ban cho chúng ta. Ngài đã gìn giữ ta, phó cho ta đạo binh đã đến đánh chúng ta. Vậy ai theo lời định ước của các ngươi được? Phần của kẻ ra trận và phần của kẻ giữ đồ vật phải bằng nhau, chúng sẽ chia cho nhau vậy. Kể từ ngày ấy, David lập điều đó làm luật và lệ trong Israel, hãy còn đến ngày nay. Vậy David trở về xiết lát và gửi một phần của cướp cho các trưởng lão Juda, tức là bạn hữu người, mà nói rằng, này là một lễ vật cho các ông, do của cướp lấy nơi kẻ thù nghịch Đức Giê-hô-va. Người gửi cho những người ở Bê-tên, Ra-mốt, miền nam, Giạc-thia, cho những người ở A-rô-e, Ship-mốt, Ê-thê-mô-a, cho những người ở Ra-canh và ở các thành của dân Giê-rách-mê-lít, cho người ở các thành Kê-nít, cho người ở Họt-ma, Bọt-a-sang, A-tác, Hê-prôn, và cho khắp mọi miền nào David đã đi ngang qua với đạo binh mình. Chương 31. Bấy giờ dân Philistin giao chiến cùng Israel. Người Israel chạy trốn trước mặt dân Philistin, và nhiều người trong bọn bị vít chết, ngã xuống trên núi Gilboa. Dân Philistin hăng rượt theo Saul cùng con trai người, giết Jonathan, Abinadab và Malchishua là các con trai của Saul. Thế trận dữ dội cho Saul, những lính cầm cung bắn trúng người làm cho trọng thương. Saul nói cùng kẻ vác binh khí mình rằng, hãy rút gươm ngươi đâm ta đi, kẻo những kẻ không chịu cắt bì kia đến đâm ta và sỉ nhục ta chăng. Nhưng kẻ vác binh khí người không dám làm vì sợ hãi lắm. Saul bèn lấy gươm và sấn mình trên mũi nó. Khi kẻ vác binh khí của Saul thấy người chết, bèn cũng sấn mình trên mũi gươm mình mà chết với người. Như vậy trong ngày đó, Saul, ba con trai người, kẻ vác binh khí người và hết thảy kẻ theo người đều chết chung nhau. Những người Israel ở bên kia trũng và bên kia sông Giô-đanh thấy đạo binh Israel chạy trốn. Saul
và ba con trai người đã chết, thì bỏ các thành mình mà trốn đi. Nên nổi, dân Philippines đến ở đó. Ngày sau, dân Philippines đến lục soát những kẻ chết, thấy Saul và ba con trai người nằm sải trên núi Gilboa. Chúng cắt đầu Saul, lột lấy binh khí người và sai báo tin tốt này cho khắp xứ dân Philippines, trong các đền thờ của thần tượng họ và trong cả dân sự. Chúng để binh khí của Saul tại trong đền thờ Ác Tạc Tê và treo xác người vào tường thành Bết San. Nhưng khi dân sự Gia Bê ở Galaad hay điều dân Philippines đã làm cho Saul, thì những người dõng sĩ trong bọn đứng dậy đi trọn đêm, gỡ lấy xác của Saul và của con trai người khỏi tường thành Bết San. Rồi họ trở về Gia Bê, thiêu đốt các thây tại đó, lấy cốt của họ mà chôn dưới cây liễu sủ tơ ở gần Gia Bê và kiên ăn trong 7 ngày. Cảm ơn Chúa lời của Ngài bày tỏ cho con. Thì giờ này chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Xin Thánh Linh Chúa hãy bày tỏ cho con biết, Ngài dạy dỗ hay ấn chứng cho con điều gì qua lời của Ngài. Xin lời của Ngài được linh hồn con ăn nuốt vào trong tấm lòng và tâm trí của con mỗi ngày thêm lên lời của Ngài, để linh hồn con được tăng trưởng, thêm lên đức tin đặt để nơi Ngài. Xin Chúa cho con biết về Ngài nhiều hơn và con khát khao mối quan hệ mật thiết với Ngài nhiều hơn. Lạy Chúa, con cảm ơn Ngài, mỗi ngày mới Ngài ban cho con hơi thở để tiếp tục sống trên đất này. Con nguyện huyết báo của Chúa Giêsu Christ thanh tẩy, tẩy sạch, bôi xóa những suy nghĩ, tư tưởng, hành động trong tâm trí, trong tấm lòng của con như ấy là gian dâm, ô uế, lung tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn, giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh ghét, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy. Con nguyện xin dòng huyết báu của Ngài tẩy sạch bôi xóa sự xác thịt của con không đẹp lòng Ngài ra khỏi con ngay giờ này. Bây giờ con được thánh sạch đứng trước mặt Ngài. Con nguyện Thánh Linh Đức Chúa Trời đổ đầy, đầy dẫy con. Chúa ơi, những bông trái của Thánh Linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ đầy dẫy trên con. Con xin Chúa thêm sức mới, thêm đức tin cho con. Xin Chúa dẫn dắt con để con đắc thắng một ngày mới trong Ngài. Con cảm ơn Chúa, con dâng mọi vinh hiển tôn quý lên ba ngôi Đức Chúa Trời toàn năng và phước hạnh con nhận lãnh từ nơi Ngài. Và con thành kính dâng lên Cha lời cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Cảm ơn bạn đã nghe chương trình Tĩnh Nguyện Radio buổi sáng. Bạn ủng hộ chương trình bằng cách like, chia sẻ chương trình Tĩnh Nguyện rộng rãi trên mạng Internet cộng đồng. Cảm ơn bạn, hẹn bạn Tĩnh Nguyện tiếp theo. Chúa yêu bạn rất nhiều.